Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Hùng đến tham quan một căn nhà phố rất đẹp với diện tích ngang 4m sau vào 17m, thiết kế một trệt, hai lầu, tọa lạc trên trục chính Phan Ích thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên siêu thị Emax nha quý vị. Một căn nhà phố hướng đông và đây là một căn nhà phố một trệt hai lầu có phòng khách, khu vực đậu xe máy, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân phơi. Căn nhà phố hướng chính đông đang tọa lạc trên hẻm một trục một sẹc của đường Phan Ích, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm xe hơi nha quý vị, căn nhà có giá bán chỉ hơn 6 tỷ thôi. Và chúng ta sẽ cùng em tham quan con đường trước nhà này. Con đường trước nhà chúng ta sẽ có con đường xe hơi 5m nhé. Đường này thì cách mặt tiền đường chính đường Phan Ích khoảng tầm 100m thôi. Sát bên là siêu thị Emax và kề bên là trục đường Trường Chinh, Quang Trung, khu nghiệp Tân Bình. Vị trí này thì quý vị đi đâu cũng tiện nha quý vị. Đường xe hơi 4-7 chỗ vào tới nhà. Căn nhà phố nhà mình khá là dài, ngang 4m sâu vào 17m. Và được chủ nhà xây mới, thiết kế một trệt và hai tầng lầu, có 4 phòng ngủ luôn nha quý vị. Đầy đủ trang thiết bị nội thất tặng kèm, hướng chính đông. Căn nhà nằm trong con hẻm khá là an ninh và quý vị sẽ cùng em Hùng vào bên trong căn nhà nhé. Căn nhà mình thì có lốp cổng sắt bên ngoài này, bên trong là khoảng sân đậu xe máy và mặt tiền thiết kế theo mẫu hiện đại khá là đẹp. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền một lần nữa này. Bên trong thì chúng ta sẽ có khoảng sân 2m đậu xe gắn máy nha quý vị. Khoảng sân này thì có ốp gạch và có lợp mái bên trên. Thì bên trong thì quý vị sẽ có thềm lên không gian phòng khách với thềm đá và một cái lớp cửa nhôm Sinfa 4 cánh. Bên trong gian phòng khách thì chúng ta sẽ có sofa, tủ kệ tivi, màn hình tivi 55 inch, hai bên tường có ốp nhựa, treo tranh, bên trên có quạt trần Panasonic và dưới thì chúng ta có ốp gạch tên cao 1m2 và dán giấy cũng như là ốp nhựa nhìn rất là đẹp cho không gian phòng khách của nhà mình. Sàn phòng khách thì được ốp gạch 80 vuông. Và di chuyển vào bên trong thì quý vị sẽ đến với không gian cầu thang ở dưới nhà. Kế bên cầu thang chúng ta có tủ kệ trang trí, tủ rượu này. Cầu thang ở dưới nhà thì với tay vịn, gỗ căm xe, lan can, kính cường lực và mặt đá. Không gian phòng bếp phía sau khá là đẹp và rộng, có đầy đủ nội thất như là tủ bếp trên dưới, bếp âm, máy hút mùi, khu vực để tủ lạnh hai cửa. Ở đây thì chủ nhà tặng kèm mình tủ lạnh LG một cửa nhé. Bàn ăn 6 ghế này, tường bếp thì cũng ốp gạch lên cao 2m. Bên trên có đèn trần, đèn led, có treo tranh, có ốp nhựa và dán giấy. Tủ bếp trên dưới rất là thoáng, có tủ kệ để đồ, tủ kệ rượu, khu vực để bếp âm, lò nướng, bồn rửa chén bát, sắc kệ bát và máy lọc nước. Sau nhà này thì quý vị sẽ có không gian giếng trời nha quý vị. Căn nhà được chủ nhà làm khá là tinh tế luôn, được thiết kế khá là hợp lý với giếng trời 1m phía sau, giếng trời rộng 1m phía sau này quý vị. Căn nhà ngang 4m sâu vào 17m, thiết kế một trệt và hai tầng lầu, giá bán là 6 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng, quý anh chị cô chú cô bác quan tâm căn nhà này, alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Căn nhà đang tọa lạc trên trục đường Phan Ích thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên siêu thị Emax nhé. Và dưới tầng trệt này thì quý vị sẽ có một cái nhà vệ sinh ở dưới cầu thang, có lavabo rửa mặt bên ngoài. Phòng vệ sinh dưới cầu thang thì có lavabo rửa mặt, bồn cầu và vòi tắm hoa sen. Và di chuyển ra quay ngược ra phía bên ngoài này, căn nhà khá là dài. Quý vị nhìn thấy không gian phòng khách bên ngoài có cả sân đậu xe máy nữa. Và theo chân em Minh Hùng di chuyển theo cầu thang lên trên, quý vị sẽ cùng em đến với không gian kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ nhé. Căn nhà này thì được bác chủ nhà xây cho 4 phòng. Nhìn rất là đẹp luôn. Và chúng ta tiến lên không gian phòng ngủ với đầy đủ nội thất tặng kèm. Quý vị sẽ tiến vào không gian phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ thì đầy đủ nội thất, có giường ngủ này, tủ áo, tủ kệ để đồ này, chân ga, gối đệm này. Đây không gian phòng ngủ nha quý anh chị. Giường ngủ 1m8, chân ga, gối đệm, máy lạnh, tủ áo, dưới nền ốp gạch 60. Phòng ngủ có vệ sinh trong và được thiết kế trang trí khá là hợp lý. Quý vị nào có gia đình ít người, thích nhà ít lầu hoặc gia đình có người già, có diện tích dài, có sân đậu xe, đầy đủ công năng thì nên tham quan căn nhà một trệt hai lầu này nha mọi người. Phòng vệ sinh thì được bác chủ nhà làm có lavabo rửa mặt, bồn cầu bên ngoài. Bên trong là bồn tắm nước vách ngăn, quạt hút mùi và kính soi đèn led. Chúng ta đang đến với không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1 phía sau. Còn bên đây sẽ là không gian của phòng ngủ số 2 phía trước này. Phòng ngủ phía trước thì rộng hơn nè. Chúng ta sẽ có tủ kệ tivi, giường ngủ, tủ áo, máy lạnh, chân ga, gối nệm, bàn trang điểm. Bên ngoài đây thì có ban công 1m2. Đây, chúng ta có ban công 1m2 này, được trồng cây và lan can kính cường lực bên ngoài. Quý vị đang đến với không gian cái phòng số 2 nhé. Và đây là không gian cái phòng số 2 phòng bên trước, rộng hơn, có nội thất và sàn được ốp gạch rất là đẹp. Ở đây thì quý vị vẫn có vệ sinh trong. Nhà mình thì có tổng cộng 4 phòng vệ sinh nhé. Phòng vệ sinh với lavabo rửa mặt, bồn cầu, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led.
Và tiếp tục di chuyển lên trên thì quý vị sẽ đến với không gian lầu 2, phòng số 3 và số 4. Nhà này thì một trệt hai lầu thôi. Máy đúc bên trên luôn nha quý vị, xây mới 100%. Pháp lý sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày, nhà ít lầu. Thiết kế rất là đẹp. Nội thất cao cấp tặng kèm và thiết kế vô cùng hợp lý. Chúng ta đang đến với không gian cái phòng số 3 này. Phòng số 3 căn nhà này cũng có giường ngủ, tủ áo, máy lạnh, tủ kệ để đồ, tủ kệ tivi, quạt gió, chảy trang trí. Và chúng ta có luôn vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì cũng với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Căn nhà phố một trệt hai lầu, rất là đẹp, rất là hợp cho gia đình có tầm 4 thành viên và có người già. Thì chúng ta mua căn nhà này ở thì phải nói là tuyệt vời. Diện tích khá đẹp nhá, ngang 4m sâu vào 17m. Đây là không gian phòng số 4. Phòng số 4 này thì quý vị có thể làm phòng thờ, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung đều được. Và ngoài đây chúng ta sẽ có sân thượng nhé, sân thượng để phơi đồ và giặt đồ. Đây là không gian cái phòng số 4 này. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng ngủ, phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc đều tuyệt vời luôn. Và ngoài đây là sân thượng để chúng ta giặt đồ. Sân thượng thì có khu vực để vòi nước này, rồi có lan can cao, có đèn led bên ngoài. Chúng ta nhìn lại sân thượng này, sân thượng rất là rộng nhé. Sân thượng này quý vị để máy giặt, giặt đồ, phơi đồ ở đây thì nó là tuyệt vời. Chủ nhà làm dàn lam bên trên cũng khá là đẹp. Và căn nhà hướng đông này nằm sát với trục đường Phan Rí, sát bên siêu thị MH2, đang được chào bán với mức thanh khoản tốt 6 tỷ 950 triệu đồng, ngang 4m sâu vào 17m. Quý anh chị, cô chú, cô bác quan tâm căn này thì gọi ngay cho Hùng để đến tham quan và sở hữu ngay. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.